A-la-hán muốn biết sự việc gì thì phải yên tĩnh hoặc tĩnh tọa, chú ý dùng tâm để quan sát, thì sau đó mới biết được tất cả cảnh giới. Đó là chỗ khác nhau của Bồ Tát và A-la-hán. Bồ Tát có thần thông túc trụ tùy niệm trí huệ, biết được thân của mình, cũng biết được hết thảy tất cả chúng sinh trong thế giới. Nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Những sự việc quá khứ, số kiếp, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, đều thấu rõ biết được. Đó là sinh xứ nào, tên như vậy, họ như vậy, chủng tộc như vậy, ăn uống như vậy, khổ vui như vậy. Từ vô thủy đến nay ở trong các cõi, nhờ nhân nhờ duyên dần dần lớn lên, thứ tự liên tục, luân hồi không dứt, đủ thứ phẩm loại, đủ thứ cõi nước, đủ thứ cõi sinh, đủ thứ hình tướng, đủ thứ nghiệp làm, đủ thứ kết sự, đủ thứ tâm niệm, đủ thứ nhân duyên, thọ sinh khác biệt. Những việc như vậy thầy đều biết rõ. Những chúng sinh đó thọ sinh ở xứ nào, tên gì, họ gì, thuộc về chủng tộc nào, người da trắng hay da đen, sinh vào quốc gia nào, thức ăn uống cũng khác nhau. Có người ăn gạo, có người ăn lúa mì. Truyền thuyết ở Phi Châu có chỗ dùng rễ cây làm thức ăn. Khổ như thế nào, vui như thế nào, từ vô thủy kiếp đến nay, ở trong tam giới 25 cõi, nhờ nhân gì, nhờ duyên gì, dần dần lớn lên, đời đời kiếp kiếp, trải qua thời gian rất dài, một đời liên tục một đời, một kiếp liên tục một kiếp, đều lưu truyền trong luân hồi, không có khi nào dứt. Đủ thứ thọ sinh khác nhau trong các cõi, có đủ thứ hình tướng, ví như người thì có tướng người, súc sinh thì có tướng súc sinh, có đủ thứ nghiệp làm tạo ra, có đủ thứ kết sự, tức là tham sân si mạn nghi, năm thuần sự, thần biên giới kiến tả, năm lợi sự, cộng lại là 10 sự, có đủ thứ tâm niệm khác nhau. Các loại chúng sinh có tâm niệm của các loại, vì có đủ thứ nhân duyên khác nhau cho nên thọ sinh đủ thứ quả báo khác nhau. Đủ thứ những việc vừa nói ở trên như vậy, Bồ Tát thầy đều biết rõ. Lại nghĩ nhớ quá khứ số kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy, ở trong thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy, có chư Phật nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy, mỗi vị Phật danh hiệu như vậy, hiện ra đời như vậy, chúng hội như vậy, cha mẹ như vậy, thị giả như vậy, thanh văn như vậy, hai vị đại đệ tử tối thắng như vậy, nơi thành ấp như vậy, xuất gia như vậy, lại ở dưới cội bồ đề như vậy, thành tối chánh giác, xứ sở như vậy, hồi tòa như vậy, sẽ nói bao nhiêu kinh điển như vậy. Bồ Tát lại nghĩ nhớ quá khứ số kiếp, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, ở trong thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, có chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, mỗi vị Phật danh hiệu là gì, hiện ra đời như thế nào, hết thảy chúng hội đạo tràng có vị Phật nào thuyết pháp, cha mẹ của Phật là ai, thị giả của Phật là ai, thành văn là ai, hai vị đại đệ tử tối thắng là ai, ở thành ấp nào, xuất gia như thế nào, lại ở dưới cội bồ đề thành Phật như thế nào, ở xứ sở nào, ngồi trên tòa gì, sẽ nói pháp gì, nói bao nhiêu kinh điển. Bồ Tát đối với tất cả sự việc như vậy hoàn toàn biết được rất rõ ràng. Lợi ích chúng sinh như vậy, thời gian trụ thọ mạng như vậy, bố thí làm bao nhiêu Phật sự như vậy, nương cõi vô dư y niết bàn mà vào niết bàn, vào niết bàn rồi pháp trụ lâu mau, tất cả những việc như vậy Bồ Tát thầy đều nghĩ nhớ được. Bồ Tát nghĩ nhớ trong quá khứ chư Phật lợi ích chúng sinh, nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, ở trong số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, trụ thọ mạng làm bao nhiêu là đại Phật sự, nương cõi vô dư y niết bàn, nương cõi bát niết bàn mà vào niết bàn, vào niết bàn rồi phát trụ thế bao nhiêu năm hoặc bao nhiêu kiếp, tất cả những việc như vậy Bồ Tát thầy đều nghĩ nhớ không quên, nhớ rất rõ ràng. Lại nghĩ nhớ danh hiệu chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mỗi mỗi danh hiệu có số chư Phật nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, từ ban đầu phát tâm khởi nguyện tu hành cúng dường chư Phật, điều phục chúng sinh, chúng hội thuyết pháp thọ mạng bao nhiêu, thần thông biến hóa cho đến vào vô dư niết bàn, vào niết bàn rồi pháp trụ lâu mau, tạo lập tháp miếu đủ thứ trang nghiêm, khiến cho các chúng sinh gieo trồng cát lành, thầy đều biết được. Bồ Tát lại nghĩ nhớ danh hiệu chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, trong các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mỗi mỗi danh hiệu lại có số chư Phật Như Lai nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi vị Phật từ lúc ban đầu phát bồ đề tâm, phát khởi nguyện lớn tu hành bồ đề cúng dường chư Phật, điều phục chúng sinh,
ở trong tất cả chúng hội đạo tràng sẽ nói diệu pháp thọ mạng bao nhiêu, thần thông biến hóa bao nhiêu, cho đến vào vô dư niết bàn chấm dứt sinh tử. Vào niết bàn rồi, pháp trụ thế bao nhiêu kiếp, tạo lập bảo tháp và chùa chiền, dùng đủ thứ bảy báu để trang nghiêm, khiến cho tất cả chúng sinh gieo trồng tất cả các lành. Tất cả các việc như vậy, Bồ Tát đều biết được rất rõ ràng. Đó là trí thần thông biết kiếp thuở quá khứ túc trụ thứ ba của Đại Bồ Tát. Đó là thần thông thứ ba của Đại Bồ Tát, tên gọi là thần thông trí túc trụ biết quá khứ tế kiếp. Thứ tư, trí thần thông biết hết kiếp thuở vị lai. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng trí thông biết hết kiếp thuở vị lai, biết hết thảy kiếp trong thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát dùng thần thông trí huệ, biết hết tất cả sự việc kiếp thuở vị lai, biết hết thảy kiếp số trong thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi kiếp, hết thảy chúng sinh, thọ mạng, chúng sinh mạng trùng thọ sanh, các cõi liên tục, nghiệp làm quả báo, hoặc thiện, hoặc chẳng thiện, hoặc xuất ly, hoặc chẳng xuất ly, hoặc quyết định, hoặc chẳng quyết định, hoặc tà định, hoặc chánh định, hoặc thiện căn cùng với kiết sử, hoặc thiện căn chẳng cùng với kiết sử, hoặc đầy đủ thiện căn, hoặc chẳng đầy đủ thiện căn, hoặc nhiếp lấy thiện căn, hoặc chẳng nhiếp lấy thiện căn, hoặc tích tập thiện căn, hoặc chẳng tích tập thiện căn, hoặc tích tập tội pháp, hoặc chẳng tích tập tội pháp. Tất cả như vậy đều biết rõ được. Trong mỗi mỗi kiếp, hết thảy chúng sinh kỳ mạng trùng thì đi thọ sanh. Ở trong tam giới 25 cõi liên tục không ngừng khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo, hoặc quả báo thiện, hoặc quả báo ác, hoặc thoát khỏi tam giới, hoặc không thể thoát khỏi tam giới, hoặc quyết định thoát khỏi tam giới, hoặc chẳng quyết định thoát khỏi tam giới, hoặc nhập tà định, tà chi, tà kiến, hoặc nhập chánh định, chánh chi, chánh kiến, hoặc thiện căn cùng với 10 kiết sử, 5 độn sử và 5 lợi sử, hoặc thiện căn chẳng cùng với 10 kiết sử, hoặc đầy đủ thiện căn, hoặc chẳng đầy đủ thiện căn, hoặc nhiếp lấy thiện căn, hoặc chẳng nhiếp lấy thiện căn, hoặc tích tập thiện căn, hoặc chẳng tích tập thiện căn, hoặc tích tập tất cả tội pháp, hoặc chẳng tích tập tất cả tội pháp. Tất cả hết thảy như vậy, Bồ Tát đều phân môn biệt loại, biết rất rõ ràng. Lại biết các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hết thuở vị lai, có số kiếp, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi kiếp có danh hiệu chư Phật. Nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi danh hiệu có chư Phật Như Lai. Nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi Như Lai từ ban đầu phát tâm khởi nguyện lập hạnh cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, chúng hội thuyết pháp, thọ mạng bao nhiêu, thần thông biến hóa cho đến vào vô dư niết bàn. Vào niết bàn rồi phát trụ lâu mau, tạo lập chùa tháp đủ thứ trang nghiêm, khiến cho các chúng sinh gieo trồng căn lành. Những việc như vậy thầy đều biết rõ. Bồ Tát lại biết các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hết thuở vị lai có số kiếp, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Ở trong mỗi mỗi kiếp có danh hiệu chư Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi danh hiệu có chư Phật Như Lai, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi vị Như Lai từ ban đầu phát Bồ Đề tâm, phát khởi đại nguyện lập tu hạnh Bồ Đề, cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh. Ở trong chúng hội thuyết pháp, thọ mạng thời gian dài bao lâu, thần thông biến hóa bao nhiêu, cho đến vào vô dư niết bàn. Vào niết bàn rồi phát trụ bao nhiêu năm, tạo lập chùa tháp, đều dùng đủ thứ bảy báu để trang nghiêm, khiến cho tất cả chúng sinh gieo trồng căn lành. Những việc như vậy Bồ Tát thầy đều biết rõ. Đó là trí thần thông biết hết kiếp thuở vị lai thứ tư của Đại Bồ Tát. Đó là thần thông thứ tư của Đại Bồ Tát, tên gọi là thần thông trí huệ, biết hết kiếp thuở vị lai. Thứ năm, trí thần thông thiền nhĩ thanh tịnh vô ngại. Phật tử, Đại Bồ Tát thành tựu thiền nhĩ thanh tịnh vô ngại, viên mãn rộng lớn, thông suốt, lìa khỏi chướng ngại, thấu đạt vô ngại, đầy đủ thành tựu. Đối với tất cả hết thảy âm thanh, muốn nghe, chẳng muốn nghe, đều tùy ý, tự tại. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát thành tựu thiên nhĩ thông thanh tịnh, không có chướng ngại. Thiền nhĩ này vừa viên mãn, vừa rộng lớn, vừa thông minh, vừa thấu triệt, để khỏi tất cả chướng ngại, thấu rõ thông đạt, chẳng có mọi sự chướng ngại, đầy đủ tất cả pháp lành, thành tựu tất cả pháp lành. Đối với tất cả hết thảy âm thanh và lời nói, hoặc muốn nghe hoặc chẳng muốn nghe, thầy đều tùy thuận ý niệm của mình mà quyết định. Đó tức là tác muội tùy ý tự tại. Phật tử,
Phương Đông có chư Phật, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Chư Phật đó nói, chỉ bày, khai mở, diễn nói, an lập, giáo hóa, điều phổ, ghi nhớ, phân biệt, thâm sâu rộng lớn, đủ thứ sự khác biệt, vô lượng phương tiện, vô lượng thiện xảo, pháp thanh tịnh. Tất cả những sự việc như vậy đều thọ trì được. Các vị đệ tử của Phật, Phương Đông có chư Phật, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Luật của chư Phật đó nói, thị hiện cảnh giới, khai mở pháp môn, diễn nói pháp, an lập đạo tràng, giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, nghĩ nhớ chư Phật, phân biệt các pháp, thâm sâu lại rộng lớn, có đủ thứ sự khác biệt, có vô lượng phương tiện, vô lượng thiện xảo, pháp thanh tịnh. Tất cả những pháp như vậy, Bồ Tát đều thọ trì được. Lại ở trong đó, hoặc nghĩa, hoặc văn, hoặc một người, hoặc chúng hội, như âm thanh lời lẽ, như trí huệ, như sự thấu đạt, như sự thị hiện, như sự điều phục, như cảnh giới, như sự nương tựa, như sự xuất đạo. Bồ Tát lại có thể ở trong tất cả các pháp, hoặc là nghĩa lý, hoặc là văn tử, hoặc là một người, hoặc là ở trong chúng hội đạo tràng, như âm thanh và lời lẽ, như trí huệ, có thể thấu rõ thông đạt như Phật, thị hiện như Phật, điều phục như Phật, như cảnh cảnh, như nương tựa niết bàn, như đạo thoát khỏi tam giới. Đối với tất cả những sự việc đó, đều nhớ rõ giữ gìn, không quên không mất, không dứt hẳn, không thối chuyển, không mê không hoặc, vì họ diễn nói khiến cho họ được ngộ hiểu. Chọn không quên mất một chữ, một câu, như phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Bồ Tát đối với tất cả các pháp, không những ghi nhớ mà còn tu trì, không thể quên, cũng không mất đi, cũng không dứt hẳn, cũng không thối chuyển, không mê không hoặc. Vì chúng sinh chỉ biết tùy thuận pháp thế gian, chẳng biết tu pháp xuất thế. Cho nên Phật Bồ Tát vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, khiến cho họ được khai ngộ, được giải thoát. Họ chọn không quên mất một chữ, một câu pháp. Ở phương Đông như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng trên dưới cũng giống như ở phương Đông. Đó là trí thần thông thiên nhĩ thanh tịnh vô ngại thứ năm của Đại Bồ Tát. Thần thông thứ năm của Đại Bồ Tát đắc được tên gọi là thần thông trí huệ, thiên nhãn thanh tịnh, vô ngại. Tại sao chúng ta có phiền não? Vì có sự ích kỷ. Tại sao có sự ích kỷ? Vì có lòng tham muốn, tìm hết mọi cách để bảo vệ nó, sợ nó chạy đi mất. Nếu đối với nó bất lợi, thì sẽ phát sinh nóng giận. Tại sao phải nóng giận? Nguyên nhân chủ yếu là vô minh và ái tình, tác quái. Nếu chẳng có vô minh, thì chẳng có ái tình, nóng giận sẽ bỏ chạy cách xa bạn 108.000 dặm, muốn tìm cũng tìm chẳng được. Nếu như có ái tình thì sẽ sinh tâm ích kỷ. Có tâm ích kỷ thì chẳng cứ đến gì khác, mục đích bất chấp thủ đoạn để truy cầu cho bằng được, thậm chí hy sinh tánh mạng cũng không tiếc. Quy về nguồn gốc là do lòng tham dục. Nếu chẳng có lòng tham dục thì sẽ không có sự ích kỷ. Chẳng có ích kỷ thì sẽ không có phiền não, nếu có phiền não thì có sinh tử, nếu chẳng có phiền não thì không còn sinh tử. Đạo lý này ai ai cũng đều biết, nhưng làm không được. Phải biết, không còn lòng tham muốn thì hết vô minh, phá được vô minh thì hiện bảy pháp tánh. Chúng ta học Phật trước hết là trừ vô minh, khử phiền não, nếu viên mãn được thì sẽ chứng được giải thoát. Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ? Vì còn vô minh sinh ra lòng tham muốn sinh ra lòng ích kỷ sinh ra phiền não, tham cầu không được, bèn sinh phiền não. Người khác đối với mình không tốt, bèn sinh ra phiền não. Tại sao có phiền não? Vì còn cái ta tồn tại. Nếu chẳng còn cái ta, thì chẳng còn phiền não. Nếu không còn vô minh, không còn lòng ích kỷ, thì không biết phiền não chạy đi đâu. Các vị tin hay không tin, tức là điều này. Ngàn kinh vạn điển nói tới nói lui, tức là nói cái này. Cái ta không còn nữa thì sẽ phá được vô minh, lòng tham muốn cũng bị tiêu diệt, chẳng còn tâm ích kỷ, cũng chẳng còn phiền não, muốn tìm phiền não cũng tìm chẳng được phiền não. Tại sao? Vì đã giải quyết được vấn đề gốc rễ. Các vị phải chú ý, tài sắc, danh ăn và ngủ, năm dục này đều từ vô minh và ái tình mà ra. Nếu chẳng còn ái tình thì cảm thấy gì cũng không còn quan trọng nữa, do có ái tình mới cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, cái gì cũng đều không đúng. Đó là con quỷ ái tình đang tác quái. Nếu hàng phục được con quỷ ái tình thì sớm sẽ vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc y Như Lai, nói pháp Như Lai. Thứ sáu, trí thần thông trụ không thể tánh không động tác đến tất cả cõi Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ thần thông không thể tánh, thần thông không tạo tác, thần thông bình đẳng, thần thông rộng lớn, thần thông vô lượng, thần thông không nương tựa.
thần thông tùy niệm, thần thông khởi, thần thông chẳng khởi, thần thông chẳng thối chuyển, thần thông chẳng dứt, thần thông chẳng hoại, thần thông tăng trưởng, thần thông tùy đến. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử. Đại Bồ Tát trụ tại thần thông chẳng có thể tánh, thần thông chẳng có tạo tác, thần thông bình đẳng, thần thông rộng lớn, thần thông vô lượng, thần thông không nương tựa, thần thông tùy niệm, thần thông khởi, thần thông chẳng khởi, thần thông chẳng thối chuyển, thần thông chẳng dứt, thần thông chẳng hoại, thần thông tăng trưởng, thần thông tùy đến. Bồ Tát này nghe danh hiệu chư Phật trong tất cả thế giới rất xa, đó là vô số thế giới, vô lượng thế giới, cho đến danh hiệu chư Phật trong thế giới nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Nghe danh hiệu chư Phật rồi liền thấy thân mình ở chỗ chư Phật đó. Bồ Tát này nghe đến danh hiệu của hết thảy chư Phật trong tất cả thế giới rất xa, đó là vô số thế giới, vô lượng thế giới, cho đến danh hiệu của chư Phật trong thế giới nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Nghe danh hiệu chư Phật rồi, Bồ Tát liền thấy thân mình ở trong đạo tràng của chư Phật đó, lắng nghe chư Phật diễn nói diệu pháp thâm sâu vô thượng. Các thế giới đó hoặc ngửa hoặc úp, đủ thứ hình tướng, các xứ sở đều khác nhau, vô biên vô ngại, đủ thứ hương cõi nước, đủ thứ thời kiếp, vô lượng công đức đều khác biệt để trang nghiêm. Các Như Lai đó xuất hiện ở trong đó, thị hiện thần biến, tán thán danh hiệu vô lượng vô số, thảy đều khác nhau. Bồ Tát này khi nghe được danh hiệu của các Như Lai đó, chẳng động chỗ của mình, mà thấy thân mình ở chỗ các đức Phật đó, lễ bái tôn trọng, hầu hạ cúng dường, hỏi pháp của Bồ Tát, nhập vào trí huệ của Phật, đều thấu rõ thông đạt, cõi nước chư Phật, đạo tràng chúng hội và chỗ thuyết pháp, đến nơi rốt ráo không có chấp lấy. Ở trong các thế giới đó, hoặc thế giới ngửa, hoặc thế giới úp, có đủ thứ hình tướng đều khác nhau, các xứ sở cũng đều khác nhau, chẳng có bờ mé, chẳng có chướng ngại. Đủ thứ cõi nước, đủ thứ thời kiếp, có vô lượng công đức đều khác biệt để trang nghiêm. Ở trong mỗi thế giới đều có Phật xuất hiện ra đời, thị hiện thần thông biến hóa, tán thán danh hiệu của Phật, có vô lượng vô số, thảy đều khác nhau. Vị Bồ Tát này khi nghe được danh hiệu của các Như Lai đó, chẳng cần để khỏi chỗ của mình mà hiện thân ở trong đạo tràng của chư Phật, lễ bái chư Phật, tôn trọng chư Phật, hầu hạ chư Phật, cúng dường chư Phật, thỉnh vấn pháp của Bồ Tát tu, nhập vào trí huệ của Phật, tức cũng là chứng được nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát hoàn toàn thấu rõ thông đạt cõi nước của chư Phật, đạo tràng của chư Phật, chúng hội của chư Phật, pháp của chư Phật nói đã đến được nơi rốt ráo, cũng chẳng có thủ lấy, cũng chẳng có chấp trước. Như vậy trải qua số kiếp, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, đến các mười phương mà không chỗ đến, đến các cõi thấy Phật, nghe pháp thỉnh đạo, không lúc nào đoạn tuyệt, không xả bỏ, không nghỉ ngơi, không nhàm hỏi, từ Bồ Tát hạnh thành tựu đại nguyện, đều khiến cho đầy đủ, chưa từng thối chuyển, vì khiến cho chủng tánh Như Lai rộng lớn không đoạn tuyệt. Tình hình như vậy trải qua số kiếp, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Tuy nhiên Bồ Tát phần thân đến các mười phương thế giới nhưng bồn thể chẳng động, cho nên nói không chỗ đến. Đi đến các cõi nước chư Phật, thế được chư Phật, gần gũi chư Phật, ở dưới tòa chư Phật, lắng nghe diệu pháp, thỉnh vấn diệu đạo, chấm dứt sinh tử. Bồ Tát nghe pháp thỉnh đạo không có lúc nào gián đoạn, không lúc nào xả bỏ, không lúc nào nghỉ ngơi, không lúc nào nhàm mỏi. Bồ Tát thường tu Bồ Tát hạnh, thành tựu đại nguyện đã phát, hạnh nguyện đầy đủ, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển, vì khiến cho chủng tánh của Như Lai rộng lớn, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Đó là trí thần thông trụ không thể tánh, không động tác đến tất cả cõi Phật thứ sáu của Đại Bồ Tát. Đó là thần thông thứ sáu, tên gọi là trí thần thông trụ không thể tánh, không động tác đến tất cả cõi Phật của Đại Bồ Tát. Thứ bảy, trí thần thông khéo phân biệt tất cả lời nói. Phật tử Đại Bồ Tát dùng trí thông khéo phân biệt lời nói của tất cả chúng sinh, biết đủ thứ lời nói của chúng sinh trong các thế giới, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát ngài dùng thần thông trí huệ khéo phân biệt lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh, biết được đủ thứ lời nói của hết thảy chúng sinh trong các thế giới, nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Bất cứ lời nói của một loài chúng sinh nào đều biết rõ ràng hết. Đó là lời nói bậc thánh, lời nói chẳng phải bậc thánh, lời nói chư thiên, lời nói của rồng, lời nói dạ xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hổ La Già, người và chẳng phải người, cho đến hết thảy lời nói của bất khả thuyết chúng sinh, mỗi lời nói đều biểu thị
đủ thứ sự khác biệt, tất cả như vậy đều biết rõ. Đó là một, lời nói bậc thánh, lời nói của bậc thánh trong bối pháp giới của bậc thánh. Hai, lời nói chẳng phải bậc thánh, tức là lời nói của những người chưa chứng bốn pháp giới của bậc thánh. Ba, lời nói chư thiên, tức là lời nói chúng chư thiên. Bốn, lời nói của rồng, tức là lời nói của loài rồng. Năm, lời nói dạ xoa, tức là lời nói của quỷ tốc tật. Sáu, lời nói càn thát bà, tức là lời nói của thần tầm hương. Bảy, lời nói a tu la, tức là lời nói của chúng vô đoàn chánh. Tám, lời nói ca lô la, tức là lời nói của đại bảng kim sĩ điều. Chín, lời nói khẩn na la, tức là lời nói chúng nhạc thần. Mười, lời nói ma hầu la già, tức là lời nói của chúng nghi thần. 11. Lời nói của người, tức là lời nói của loài người. 12. Lời nói chẳng phải người, tức là lời nói của những loài khác. Cho đến hết thảy lời nói của bất khả thuyết chúng sinh, mỗi lời nói đều biểu thị khác nhau, hoặc dùng lời nói để biểu thị, hoặc dùng không lời để biểu thị, có đủ thứ phương thức khác nhau để biểu đạt lời nói của họ. Tất cả lời nói như vậy, Bồ Tát đều hiểu biết rõ. Bồ Tát này tùy theo vào thế giới nào mà biết được hết thảy tánh tham muốn của tất cả chúng sinh trong đó, như tánh tham muốn của họ mà nói ra lời lẽ, khiến cho họ hiểu rõ không có nghi hoặc, như ánh sáng mặt trời xuất hiện, chiếu khắp các màu sắc, khiến cho kẻ có mắt đều nhìn thấy rõ. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng trí huệ khéo phân biệt được tất cả lời lẽ, vào sâu mây tất cả lời lẽ, hết thảy lời lẽ khiến cho người thông huệ trong các thế gian đều được hiểu rõ. Vị Bồ Tát này bất cứ đến thế giới nào đều biết được hết thảy tất cả chúng sinh ở trong đó, tánh tỉnh ham muốn của họ là gì, dục niệm của họ ưa thích những gì. Bồ Tát quán sát sự ưa thích của chúng sinh mà vì họ nói ra lời lẽ, khiến cho loại chúng sinh đó hiểu rõ thông đạt, không có sự nghi hoặc, giống như ánh sáng mặt trời xuất hiện, chiếu sáng khắp các màu sắc, khiến cho chúng sinh có mắt đều nhìn thấy rõ các màu sắc mặt trời chiếu sáng. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng trí huệ khéo phân biệt được tất cả lời lẽ, vào sâu trong mây tất cả lời lẽ, hết thảy lời lẽ, khiến cho người thông minh có trí huệ trong các thế gian hoàn toàn hiểu rõ thông đạt được. Đó là trí thần thông khéo phân biệt tất cả lời nói thứ bảy của Đại Bồ Tát. Đó là thần thông thứ bảy của Đại Bồ Tát, tên gọi là trí huệ thần thông khéo phân biệt tất cả lời nói. Thứ tám, trí thần thông vô số sắc thần. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng trí thông sinh ra vô lượng A Tăng Kỳ sắc thân trang nghiêm, biết tất cả pháp xa lìa sắc tướng, chẳng có tướng khác biệt, chẳng có đủ thứ tướng, chẳng có vô lượng tướng, chẳng có phân biệt tướng, chẳng có tướng xanh vàng đỏ trắng. Bồ Tát phổ hiện lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát dùng thần thông trí huệ sinh ra vô lượng A Tăng Kỳ sắc thân trang nghiêm, biết tất cả pháp xa lìa tất cả sắc tướng, chẳng có sắc tướng khác biệt, chẳng có đủ thứ sắc tướng, chẳng có vô lượng sắc tướng, chẳng có phân biệt sắc tướng, chẳng có sắc tướng xanh vàng đỏ trắng. Bồ Tát vào pháp giới như vậy hay hiện thân mình đủ thứ sắc tướng. Bồ Tát vào pháp giới như vậy hay hiện thân Bồ Tát đủ thứ sắc tướng, đó là sắc tướng vô biên, sắc tướng vô lượng, sắc tướng thanh tịnh, sắc tướng trang nghiêm, sắc tướng khắp cùng, sắc tướng không gì sánh, sắc tướng chiếu khắp, sắc tướng tăng thượng, sắc tướng không trái nghịch, đủ các sắc tướng. Bồ Tát thị hiện 103 thứ sắc thân, đó là sắc thân chẳng có bờ mé, sắc thân chẳng có số lượng, sắc thân thanh tịnh không nhiễm, sắc thân tốt đẹp trang nghiêm, sắc thân khắp cùng tất cả, sắc thân không gì sánh bằng, sắc thân trí huệ chiếu khắp, sắc thân tăng trưởng vô thượng, sắc thân chẳng có trái nghịch, sắc thân đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp. Lìa các sắc tướng xấu, sắc tướng đại oai lực, sắc tướng đáng tôn trọng, sắc tướng vô cùng tận, sắc tướng đẹp xen tạp, sắc tướng rất đoan nghiêm, sắc tướng không thể lường, sắc tướng khéo giữ gìn, sắc tướng hay thành thục, sắc tướng tùy sự giáo hóa. Bồ Tát lại thị hiện lìa khỏi tất cả sắc thân xấu, sắc thân có sức đại oai đức, sắc thân khiến người tôn trọng, sắc thân chẳng cùng tận, sắc thân tất cả tốt đẹp xen tạp, sắc thân rất đoan nghiêm, sắc thân không thể hạn lượng, sắc thân khéo giữ gìn, sắc thân hay thành thục, sắc thân tùy thuận giáo hóa chúng sinh, sắc tướng không chướng ngại, sắc tướng rất sáng suốt, sắc tướng không dơ trưởng, sắc tướng rất trong xanh, sắc tướng đại dũng kiện, sắc tướng phương tiện không nghĩ bàn, sắc tướng không thể hoại, sắc tướng lìa tỷ vết, sắc tướng không ám chướng, sắc tướng khéo an trụ. Bồ Tát lại thị hiện sắc thân không có sự chướng ngại, sắc thân rất sáng suốt, sắc thân không dơ trưởng,
Sắc thân rất trong xanh, sắc thân đại dũng thiện, sắc thân phương tiện không nghĩ bàn, sắc thân không thể hoại, sắc thân lìa khỏi tỷ vết, sắc thân không có ám chướng, sắc thân khéo an trụ. Sắc tướng đẹp trang nghiêm, sắc tướng các tướng đoàn nghiêm, sắc tướng đủ thứ vẻ đẹp, sắc tướng đại tôn quý, sắc tướng cảnh giới tốt, sắc tướng khéo chuỗi bóng, sắc tướng thầm tâm thanh tịnh, sắc tướng rất sáng rực rỡ, sắc tướng tối thắng rộng lớn, sắc tướng không gián đoạn. Bồ Tát lại thị hiện sắc thân tốt đẹp trang nghiêm, sắc thân các tướng đoan nghiêm, sắc thân đủ thứ vẻ đẹp, sắc thân đại tôn đại quý, sắc thân cảnh giới thủ diệu, sắc thân khéo chuỗi bóng, sắc thân thâm tâm thành tịnh, sắc thân rất sáng rực rỡ, sắc thân tối thắng rộng lớn, sắc thân không có gián đoạn, sắc tướng không nương tựa, sắc tướng không gì sánh bằng, sắc tướng sung mãn bất khả thuyết cõi Phật, sắc tướng tăng trưởng, sắc tướng kiên cố nhiếp thọ, sắc tướng công đức tối thắng, sắc tướng tùy các tâm ưa thích, sắc tướng thanh tịnh hiểu rõ, sắc tướng tích tập sự tốt đẹp, sắc tướng khéo léo quyết định. Bồ Tát lại thị hiện sắc thân không nương tựa, sắc thân không gì sánh bằng, sắc thân sung mãn bất khả thuyết cõi Phật, sắc thân tăng trưởng, sắc thân kiên cố nhiếp thọ, sắc thân công đức tối thắng, sắc thân tùy các tâm ưa thích, sắc thân thanh tịnh hiểu rõ, sắc thân tích tập sự tốt đẹp, sắc thân khéo léo quyết định, sắc tướng không có chướng ngại, sắc tướng hư không sáng tịnh, sắc tướng thanh tịnh đáng thích, sắc tướng lìa các trần cấu, sắc tướng không thể xứng lượng, sắc tướng thấy đẹp, sắc tướng thấy khắc, sắc tướng tùy thời thị hiện, sắc tướng tịch tĩnh, sắc tướng lìa tham. Bồ Tát lại thị hiện sắc thân không có chướng ngại, sắc thân hư không sáng tịnh, sắc thân thanh tịnh đáng thích, sắc thân lìa các trần cấu, sắc thân không thể xứng lượng, sắc thân thấy đẹp, sắc thân thấy khắc, sắc thân tùy thời thị hiện, sắc thân tịch tĩnh, sắc thân lìa tham, sắc tướng dụng phước chân thật, sắc tướng hay làm an ổn, sắc tướng lìa các sợ hãi, sắc tướng lìa hạnh ngu si, sắc tướng trí huệ dũng mãnh, sắc tướng thân tướng vô ngại, sắc tướng du hành khắp cùng, sắc tướng tâm không nương tựa, sắc tướng đại từ khởi lên, sắc tướng đại bi hiện ra. Bồ Tát lại thị hiện sắc thân dụng phước chân thật, sắc thân hay làm an ổn, sắc thân lìa các sợ hãi, sắc thân lìa khỏi hạnh ngu si, sắc thân trí huệ dũng mãnh, sắc thân thân tướng vô ngại, sắc thân du hành khắp cùng, sắc thân tâm không nương tựa, sắc thân đại từ khởi lên, sắc thân đại bi hiện ra. Sắc tướng bình đẳng xuất ly, sắc tướng phước đức đầy đủ, sắc tướng tùy tâm nghĩ nhớ, sắc tướng vô biên báu đẹp, sắc tướng bảo tạng quang minh, sắc tướng chúng sinh tin ưa, sắc tướng nhất thiết trí hiện tiền, sắc tướng mắt hoan hỉ, sắc tướng các báu trang nghiêm bậc nhất, sắc tướng không có xứ sở. Bồ Tát lại thị hiện sắc tướng bình đẳng xuất ly, sắc thân phước đức đầy đủ, sắc thân tùy tâm nghĩ nhớ, sắc thân vô biên báu đẹp, sắc thân bảo tạng quang minh, sắc thân chúng sinh tin ưa, sắc thân nhất thiết trí hiện tiền, sắc thân mắt hoan hỉ, sắc thân các báu trang nghiêm bậc nhất, sắc tướng không có xứ sở, sắc tướng tự tại thị hiện, sắc tướng đủ thứ thần thông, sắc tướng sinh nhà Như Lai, sắc tướng hơn hẳn ví dụ, sắc tướng khắp cùng pháp giới, sắc tướng chúng đều đi đến, sắc tướng đủ thứ, sắc tướng thành tựu, sắc tướng xuất đi, sắc tướng uy nghi tùy kẻ giáo hóa. Bồ Tát lại thị hiện sắc tướng tự tại thị hiện, sắc thân đủ thứ thần thông, sắc thân sinh nhà Như Lai, sắc thân hơn hẳn ví dụ, sắc thân khắp cùng pháp giới, sắc thân tất cả đều đi đến, sắc thân đủ thứ, sắc thân thành tựu thiện báo, sắc thân xuất ly tam giới, sắc thân uy nghi tùy thuận chúng sinh giáo hóa, sắc tướng thấy không nhàm đủ, sắc tướng đủ thứ sáng tịnh, sắc tướng hay phóng vô số lưới quang, sắc tướng bất khả thuyết quang minh đủ thứ khác biệt, sắc tướng bất khả tư hương quang minh vượt qua bà cõi, sắc tướng bất khả lượng ánh sáng mặt trời chiếu sáng, sắc tướng thị hiện thân mặt trăng không gì sánh bằng, sắc tướng vô lượng mây hoa đáng ưa thích, sắc tướng sinh ra đủ thứ hoa sen mây búi tóc trang nghiêm, sắc tướng hơn hẳn hương lửa ngọn huân khắp tất cả thế gian, sắc tướng sinh ra tất cả Như Lai tạng, sắc tướng bất khả thuyết âm thanh khai thị diễn sướng tất cả pháp, sắc tướng đầy đủ tất cả hạnh phổ hiền. Bồ Tát lại thị hiện sắc thân thấy không nhàm đủ, sắc thân đủ thứ sắc tịnh, sắc thân hay phóng vô số lưới quang, sắc thân bất khả thuyết quang minh đủ thứ khác biệt, sắc thân bất khả tư nghỉ hương quang minh vượt qua ba cõi, sắc thân bất khả lượng ánh sáng mặt trời chiếu sáng, sắc thân thị hiện thân mặt trăng không gì sánh bằng, sắc thân vô lượng mây hoa đáng ưa thích, sắc thân sinh ra đủ thứ hoa sen mây búi tóc trang nghiêm, sắc thân hơn hẳn hương lửa ngọn hơn khắp tất cả thế gian, sắc thân sinh ra tất cả Như Lai tạng, sắc thân bất khả thuyết âm thanh khai thị diễn sướng tất cả pháp, sắc thân đầy đủ tất cả hạnh phổ hiển.
ở trên là 103 thứ sắc thân, Bồ Tát tùy thời đều thị hiện ra. Phật tử, Đại Bồ Tát vào sâu pháp giới vô sắc như vậy, hay thị hiện đủ thứ những sắc thân như thế, khiến cho kẻ được giáo hóa thấy, khiến cho kẻ được giáo hóa tưởng nhớ. Vì kẻ được giáo hóa mà chuyển bánh xe pháp, tùy thuận thời cơ kẻ được giáo hóa, tùy thuận sắc tướng kẻ được giáo hóa, khiến cho kẻ được giáo hóa gần gũi, khiến cho kẻ được giáo hóa khai ngộ. Vì kẻ được giáo hóa mà khởi đủ thứ thần thông, vì kẻ được giáo hóa mà hiện đủ thứ tự tại, vì kẻ được giáo hóa mà làm các thứ việc. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát và sâu pháp giới vô sắc như vậy, hay thể hiện đủ thứ những sắc thân như thế, khiến cho chúng sinh được giáo hóa đều thấy được vị Bồ Tát này, khiến cho chúng sinh được giáo hóa thường tưởng nhớ đến vị Bồ Tát này. Vì chúng sinh được giáo hóa mà thường chuyển bánh xe pháp, tùy thuận thời cơ chúng sinh được giáo hóa, tùy thuận sắc tướng chúng sinh được giáo hóa, khiến cho chúng sinh được giáo hóa đều gần gũi vị Bồ Tát này, khiến cho chúng sinh được giáo hóa được khai ngộ, đắc được trí huệ. Vì chúng sinh được giáo hóa mà sinh khởi đủ thứ thần thông, vì chúng sinh được giáo hóa hiện đủ thứ tự tại, vì chúng sinh được giáo hóa mà làm đủ thứ việc. Đó là trí thần thông thành tựu vô số sắc thần thứ 8 của Đại Bồ Tát, vì độ tất cả chúng sinh mà siêng tu. Đó gọi là thần thông trí huệ thành tựu vô số sắc thần thứ 8 của Đại Bồ Tát, vì độ tất cả chúng sinh mà siêng tu. Thứ 9, trí thần thông tất cả pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng trí thông tất cả pháp, biết tất cả pháp không có danh tự, không có chủng tánh, không đến không đi, không khác chẳng không khác, không đủ thứ chẳng không đủ thứ, không hai chẳng không hai. Bồ Tát phổ hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát dùng tất cả pháp trí huệ thần thông, biết được tất cả pháp vốn chẳng có danh tự, cũng chẳng có chủng tử, cũng chẳng có thể tánh, cũng chẳng có đến, cũng chẳng có đi, chẳng phải hai dạng, cũng chẳng phải không hai dạng, chẳng phải đủ thứ, cũng chẳng phải không đủ thứ. Nói nó là hai chăng, lại chẳng phải hai. Nói nó chẳng phải là hai chăng, lại chẳng phải là một. Cho nên nói chẳng hai, chẳng không hai. Nói tóm lại tức là trung đạo liễu nghĩa. Trung đạo tức là chân không diệu hữu, chẳng rơi vào không, có hai bên. Liễu nghĩa tức là gì cũng chẳng có, chỗ diệu là tại chỗ này. Nếu hiểu được pháp này thì vượt qua khỏi ba cõi, chẳng hiểu được pháp này thì lưu truyền sinh tử trong ba cõi. Trong Phật giáo hết thảy kinh điển đều rất quan trọng, chỉ có kinh Lăng Nghiêm là quan trọng nhất. Phàm là chỗ nào có kinh Lăng Nghiêm thì có chánh pháp trụ thế. Kinh Lăng Nghiêm chẳng còn nữa thì mạt pháp hiện tiền. Hết thảy Phật giáo đồ phải đem sức lực ra, đem mồ hôi nước mắt ra để ủng hộ bộ kinh Lăng Nghiêm này. Trong kinh Pháp Diệt Tận có nói, thời đại mạt pháp kinh Lăng Nghiêm diệt trước nhất, các kinh điển khác dần dần sẽ diệt. Nếu kinh Lăng Nghiêm không diệt thì thời đại chánh pháp còn hiện tiền. Do đó chúng ta là Phật giáo đồ phải đem tánh mạng ra để ủng hộ kinh Lăng Nghiêm, đem máu nước mắt ra để hộ trì kinh Lăng Nghiêm, đem trí nguyện ra để hộ trì kinh Lăng Nghiêm, khiến cho kinh Lăng Nghiêm vĩnh viễn trụ lâu ở thế gian, phát triển rộng lớn, lưu truyền đến từng mỗi hạt bụi, đến khắp nơi trên toàn thế giới, đến tận hư không khắp pháp giới. Nếu được như thế thì chánh pháp sẽ phóng đại quang minh. Tại sao kinh Lăng Nghiêm diệt trước nhất? Vì đạo lý nói ở trong kinh quá chân thật, thiên ma ngoại đạo chịu không được, cho nên dùng đủ thứ phương pháp để phá hoại, để tiêu diệt. Trước hết tạo ra lời phỉ báng, nói kinh Lăng Nghiêm chẳng phải là kinh từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, mà là kinh người đời sau này ngụy tạo ra, cho nên kinh Lăng Nghiêm là giả, là ngụy kinh. Đó là lối nói cường từ đoạt lý của ngoại đạo, mưu đồ thủ đoạn cố ý phá hoại chân kinh. Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, kinh Lăng Nghiêm là xá lợi của Phật, kinh Lăng Nghiêm là chùa tháp của Phật. Nội dung của kinh Lăng Nghiêm nói rõ cảnh giới bốn thứ thanh tịnh minh hối, 25 vị thánh thuật lại viên thông của mình, 50 ấm ma giống như tấm gương chiếu yêu, lộ rõ nguyên hình của bảng môn tả đạo, không có chỗ ẩn thân của bọn yêu ma quỷ quái. Vì an toàn của chúng mới tuyên truyền nói kinh Lăng Nghiêm là giả, không thể tin. Một số người vô tri vô thức, chẳng có trí huệ phân biệt được thật giả, người ta sao mình cũng vậy, nói kinh Lăng Nghiêm chẳng phải là Phật nói. Nguyên nhân chủ yếu, đạo lý nói trong kinh Lăng Nghiêm là chánh quyết, lại hợp lý. Yêu ma quỷ quái bám môn tả đạo không cách chi ẩn hình, vì lợi ích của họ, bất đắc dĩ dùng mưu đồ thủ đoạn để phá hoại, làm như vậy sẽ phải đọa vào địa ngục. Những năm gần đây, có những học giả vô tri, giáo đồ ngu si, chẳng nhận thức được Phật giáo, chẳng hiểu biết về Phật học, biết một hiểu nửa, phê bình bậy bạ, phát biểu ngông cuồng, khiến cho lòng người hoang mang.
Người học Phật Pháp phải hiểu rõ thâm sâu đạo lý trong Kinh Lăng Nghiêm, cho nên phải đi khắp nơi để xướng Kinh Lăng Nghiêm, phải đi khắp nơi tuyên dương Kinh Lăng Nghiêm, phải đi khắp nơi giải nói Kinh Lăng Nghiêm, phải đi khắp nơi hộ trì Kinh Lăng Nghiêm, vì khiến cho chánh pháp trụ lâu dài ở thế gian, vì khiến cho tà pháp vĩnh viễn tiêu diệt ở thế gian. Đây là trách nhiệm của Phật giáo độ, phải làm hết sức mình. Hôm nay tôi đề ra, bảo đảm với quý vị, bảo đảm Kinh Lăng Nghiêm là chân kinh. Nếu Kinh Lăng Nghiêm là giả thì tôi nguyện đọa vào địa ngục, vì tôi chẳng nhận thức được Phật Pháp lấy giả làm thật, cam tâm tình nguyện tiếp thọ quả báo này. Nếu Kinh Lăng Nghiêm là thật thì tôi phát nguyện rằng đời đời kiếp kiếp phải hoằng dương Kinh Lăng Nghiêm Đại Pháp, phải diễn dương giảng nói nghĩa thật của Kinh Lăng Nghiêm. Các vị hãy nghĩ xem, nếu Kinh Lăng Nghiêm chẳng phải của Phật nói, ai có thể nói ra pháp chánh quyết này? Tôi hy vọng người phê bình Kinh Lăng Nghiêm là giả hãy mau sám hối sửa đổi lỗi lầm, bằng không sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Tôi mong cho những người đọc Kinh Lăng Nghiêm, những người giảng Kinh Lăng Nghiêm, những người tuyên dương Kinh Lăng Nghiêm, những người lưu truyền Kinh Lăng Nghiêm phải đều sớm thành Phật đạo. Vô ngã không so sánh, không sanh không diệt, không động không hoại, không thật không hư, một tướng chẳng phải tướng, chẳng không chẳng có, chẳng pháp chẳng không pháp, chẳng tùy tục chẳng không tùy tục, chẳng nghiệp chẳng không nghiệp, chẳng báo chẳng không báo, chẳng hữu vi chẳng vô vi, chẳng phải đệ nhất nghĩa, chẳng không đệ nhất nghĩa. Pháp thì không có pháp cố định, cho nên nói chẳng hai chẳng không hai. Pháp thì vô ngã, không có sự so sánh. Pháp cũng không sanh cũng không diệt, pháp cũng bất động cũng không hoại, pháp cũng không thật cũng không hư. Pháp là một tướng cũng là vô tướng. Pháp chẳng nhất định là không, chẳng nhất định là có, chẳng có một pháp có thể được. Trong Kinh Kim Cang có nói, pháp còn phải bỏ hà huống là chẳng phải pháp, cũng chẳng có không phải pháp, pháp cũng chẳng tùy tục đế, cũng chẳng không tùy tục đế, pháp chẳng có nghiệp, cũng chẳng có không nghiệp, pháp cũng chẳng có báo, cũng chẳng có không báo, pháp chẳng phải hữu vi, cũng chẳng phải là vô vi, pháp chẳng thuộc về đệ nhất nghĩa, cả không thể nói nó không phải đệ nhất nghĩa, chẳng phải đạo, chẳng phải không đạo, chẳng xuất ly, chẳng phải không xuất ly, chẳng lượng, chẳng vô lượng, chẳng thế gian, chẳng xuất thế gian, chẳng tự nhân sinh, chẳng phải không tự nhân sinh, chẳng quyết định, chẳng phải không quyết định, chẳng thành tựu, chẳng phải không thành tựu, chẳng xuất, chẳng phải không xuất, chẳng phân biệt, chẳng phải không phân biệt, chẳng như lý, chẳng phải không như lý. Pháp cũng chẳng phải đạo, cũng chẳng phải không đạo. Pháp chẳng nhất định xuất ly, chẳng nhất định không xuất ly. Pháp cũng chẳng có lượng, chẳng phải là vô lượng, vượt qua cảnh giới lời lẽ nghĩ bàn. Pháp cũng chẳng phải thế gian, cũng chẳng phải xuất thế gian. Pháp chẳng tự nhân sinh, cũng chẳng phải không tự nhân sinh. Pháp là chẳng quyết định, chẳng phải không quyết định. Pháp chẳng phải thành tựu, cũng chẳng phải không thành tựu. Ở trong trung đạo mới là pháp rốt ráo. Pháp chẳng phải xuất, cũng chẳng phải không xuất. Pháp chẳng phải phân biệt, cũng chẳng phải không phân biệt. Tìm ở trong sự phân biệt là thức, tìm ở trong sự không phân biệt là trí. Ở trong chính giữa này, pháp là chẳng như lý, cũng chẳng phải không như lý. Bồ Tát này chẳng thủ lấy thế tục đế, chẳng trụ đệ nhất nghĩa, chẳng phân biệt các pháp, chẳng kiến lập văn tự, tùy thuật tánh tịch diệt, chẳng bỏ tất cả lời nguyện, thế nghĩa biết pháp, khắp nổi mây pháp, mưa xuống pháp vũ. Vị Bồ Tát này chẳng ý chiếu đạo lý thế tục, cũng chẳng trụ tại đệ nhất nghĩa, chẳng phân biệt tất cả các pháp, chẳng kiến lập tất cả văn tự, tùy thuận tánh tịch diệt của các pháp, chẳng xả bỏ tất cả lời nguyện của Bồ Tát, thấy tất cả nghĩa lý, để biết nguồn gốc của tất cả pháp, khắp nổi mây đại pháp, mưa xuống đại pháp vũ. Tuy biết thời tướng không thể nói, mà dùng phương tiện biện tài vô tận, tùy pháp tùy nghĩa diễn nói thứ lớp, dùng lời lẽ các pháp diễn nói đều đắc được thiện xảo, đại từ đại bi đều đã thanh tịnh, có thể ở trong tất cả pháp để văn tự sinh ra văn tự, với pháp với nghĩa tùy thuận không trái nghịch, vì nói các pháp đều từ duyên khởi. Bồ Tát tuy biết thật tướng vô tướng là không thể nói, mà vẫn dùng phương tiện biện tài không cùng tận, tùy theo pháp tùy theo nghĩa lý. Vì chúng sinh khai thị diễn nói thứ lớp, đối với các pháp lời lẽ diễn nói đều đắc được thiện xảo, vì nguyện lực đại từ đại bi cho nên đều đã thanh tịnh, có thể ở trong tất cả pháp liền văn tự sinh ra tất cả văn tự, đối với pháp với nghĩa tùy thuận không trái nghịch, vì tất cả chúng sinh mà diễn nói tất cả các pháp, nói tất cả các pháp đều từ đạo lý duyên khởi. Tuy có lời nói mà không chấp trước, sẽ nói tất cả pháp biện tài vô tận, phân biệt an lập, khai phát chỉ đạo, khiến cho các pháp tánh hiện rõ đầy đủ, rất các lưới nghi đều được thanh tịnh, tuy nhiếp chúng sinh chẳng bỏ chân thật.
Bồ Tát tuy dùng biện tài vô ngại để diễn nói đủ thứ pháp nhưng không có chấp trước. Khi diễn nói tất cả các pháp, biện tài không cùng tận, phân biệt tất cả pháp, an lập tất cả pháp, khai phát tất cả pháp, chỉ đạo tất cả pháp, khiến cho tất cả pháp tánh hiện rõ đầy đủ, dứt lưới nghi của tất cả chúng sinh đều được nguồn gốc tự tánh thanh tịnh. Bồ Tát tuy làm Phật sự để giáo hóa chúng sinh, để nhiếp thọ chúng sinh, nhưng chẳng xả bỏ lý thể chân thật. Đối với pháp không hài mà không thối chuyển, thường hay diễn nói pháp môn vô ngại, dùng các âm thanh hay, tùy tâm chúng sinh khắp mưa pháp vũ mà không thất thời. Bồ Tát đối với pháp môn không hài, thật tướng lý thể chân thật, không có khi nào thối chuyển. Thường hay diễn nói pháp môn viên dung vô ngại, dùng đủ thứ các âm thanh hay, tùy thuận tâm ý của chúng sinh, khắp vì chúng sinh để nói pháp, mà không khi nào mất đi thời cơ. Đó gọi là trí thần thông tất cả pháp thứ 9 của Đại Bồ Tát. Đó là thần thông thứ 9 của Đại Bồ Tát, gọi là trí huệ thần thông tất cả pháp.